quả trứng. Đừng không điên à, tỏi để thăm muối dưa đấy. À, mình làm thôi. Mà thì con thử bao nhiêu đâu. Thì chiều mày về à, chiều mình về sẽ kiếm một người ta. Theo thích. Thế thôi nhỉ. Đi đéo muối nữa. Thế thôi. Tao không cần làm. À, con chó. Thế thì thì đã để trước. Thằng nào hôm nay nó chả ở nhà đúng không? Ừ, thôi đấy. Tí mà nhắn cho nó. Mày đi mà nhắn, không làm tao nhắn. Phải tí tao nhắn được chưa? Ừ. Nhắn xong cái gì cũng phải. Cái gì cũng nhờ. Một chút. Cái gì? Cái gì? À, xuống muộn. Cái gì? Xuống muộn này. Tao bảo xuống muộn này. Xuống muộn có biết tao không? Dạ, đen đâu. Thì tao vẫn đúng. Chứ tao 8 giờ không mấy, tao vẫn đến.
cái gì rồi, kể nốt đi chứ nào. Quên rồi. Nói cái gì? Sao nó nói cái gì? Mày không nhớ. nhớ cái gì không? Tao không nhớ là nó nói cái gì. Hay là vì chuyện nghĩa vũ chú Đức à? Ừ đúng rồi. Trả tiền hay tiền. Ăn được tiền. À thì chú chậm từ từ đấy. Cứ sao 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 gì mẹ có con rồi thì thôi theo con đi này, mà nhắn cho chú vậy không có giải quyết cái vấn đề gì đâu. À được, mình nhớ ta được, ta bảo là bà đấy kiểu trước đó là ông người yêu đi nước ngoài không? Bà đấy trước đó là ông người yêu đi nước ngoài. Ờ đi nước ngoài học làm việc đấy. Xong rồi gặp chú Đức. Xong rồi kiểu hai người mến nhau. Mến nhau xong ừ, rồi nhưng mà sao bảo ông đấy cái gì mà hiếp cơm thả không? Thịt nó bị... Ừ đúng rồi đúng rồi. Thật đang nhớ nhầm. Phải đâu? Đấy. Không nhưng mà mày, mày nói tôi hiếp xong rồi. Ừ nhưng mà mình nói cái từ đấy là từng nghe kinh đấy. Trong khi đó hai người nó đều nhiều tuổi rồi, đều đủ tuổi. Con điên. Nhưng mà mình dùng cái từ đấy kinh đấy. Xong rồi. Đây, sao người gặp chú? Sao người thấy chú? Chú mẹ yêu mình. Ừ, chú mẹ yêu đây. Những người lớn này mến chú. Sao người đấy rồi? Đến lúc này, đến lúc này chú bảo là có thể bây giờ dừng lại vẫn được ấy. Kiểu ăn hỏi hết rồi đúng không? Xong rồi bà này thấy tội lỗi với thì ông kia của ai. Nhưng vẫn tiếp tục tổ chức hôn lễ. Nhưng mà tổ chức hôn lễ đẻ con xong rồi thì lại bây giờ tự nhiên bỏ ra nhắn bạn thân là hối hận con điên. nhắn bạn thân là hối hận cái gì mà làm sao đấy, hối hận vì đã kiểu bỏ lỡ chú ấy biết vậy và bạn đấy để còn gửi cho chú Đức hay sao đấy, chú Đức biết mẹ chú Đức còn cắt lại cái đoạn tin nhắn đấy cho tao mà. Có loại tin nhắn đấy. Không, vậy là mấy cái bà kia tao thấy là nghe kể thì yêu chú toàn vì tiền thôi. Sao người nước à? Tao cảm nhận là yêu chú toàn vì tiền. Có mày không? Tao không biết, nhưng mà đến lúc kiểu đến lúc ấy, đến lúc mà bà đấy sao nhỉ? Bà đấy kiểu làm chú là làm ở một cái chi nhánh đại diện miền Nam đúng không? Còn thì bà là chi nhánh nhỏ ấy, ở kiểu mấy chi nhánh bình thường cách cạnh hoặc là cùng một tỉnh hoặc là một tỉnh nào đó, ví dụ như là ở quận 2, quận 3, quận 4 gì đó ấy. Xong rồi chú bảo là thi thoảng vẫn phải gặp ấy. Thì trước đó thì chú có hỏi là làm sao đấy, nhưng mà sau dụng chú chặn phát là gặp thì chú cũng chặn là gì, nhưng mà ta cười ẻ vai. Thôi cười ẻ quá. Thôi từ giờ ta sẽ không phải cười ẻ nữa, chứ tao ẻ nhiều lắm rồi. Sáng ngày thiếu đéo ẻ được chứ. Nó ỉ nữa chỗ nào. Sáng ngày. Nhưng mà mày cứt mẹ đâu mà sao mày nó cứt vào mày ỉ được nhiều à? Thì mày thấy mẹ ăn đi. Cái gì? Thì mày ăn xong mày... Bố mày nhìn bố mày còn ăn nhiều gấp tỉ lần mày. Nhưng mà mày tiêu hóa lâu. Tao tiêu hóa nhanh hiểu không? Ỉ lắm ấy chú mà, chưa đừng nói loại người là ỉ nhiều mà. Thì tao bị té re rồi chứ. Khổ quá. Đại chàng yêu. Bé thế mà khỏe. Bé thế mà té re. Ha. 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 Ha.
Liền ăn hải sản xong hôm sau dùng hút mặt này tại vì bị lần đầu ấy không biết không biết xong rồi đắp thêm mặt này còn quay là hướng gió nữa ngu vãi à. Đơn giản thì mình ngu. Mày hết đơn giản làm gì đừng làm gì. Không, tôi biết sao chờ đó mà. Ha.
hả? 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 Không, ngày xưa là kinh cho tao nhiều bích bích. Hả? Bây giờ hơi mệt xin đi nha. Bây giờ cục quà lấy nó mất. Thì chết. Phải dùng đuối cục quà này. Chắc là cục quà là cục cướp có. Ha.
Thank you.
Tao xem lại bà thần đang cháu con nhà ai trong một vai với ghi là kiểu nhớ mấy cục cưng quá. Thằng kiểu cháu nhà họ hàng ấy. Đây những kỷ niệm và khóc riêng tôi yêu hình ảnh cháu đời chú à là kiểu bà lên Sài Gòn như thế ra bà toàn đi sang bế cháu hộ thôi. Thật thích clip nhật trình nhé. Ơ nhờ của máy của tao nhỉ. Của máy ấy. Đúng rồi của máy gì ạ? Của tao làm nhà của máy. No. Anh ơi, tôi để lại cho em. Yến gọi anh yêu mẹ. Yêu ơi, hơn cả tuổi bố mẹ. Yêu cái cụ. Anh yêu à? Hay là mình yêu anh ơi? Anh ơi, rồi chấm mình nốt cái tài sản này đi để cho em chứ để cho ai? Đằng nào anh chết anh cũng không cầm đi được đâu. Để lại em sống dù. Nghe, Diệp nghe. Thôi hay mày bỏ mẹ mày nhà đi cho tao đi. Tao bỏ không? Chắc chắn không? Qua chứ không? Cho tao không giới thiệu nào.
Đây là không địa máy. À, tôi sẽ đợi con tiên. Ông đấy nha, đợt chú bảo là có bạn ông ấy kiểu là bạn chú là làm đi chơi cháu như thường quê quá. Bố chắc bố phải cầm đi cháu mất dạy bên này làm nó giàu nó tiền á. Đấy, nó bảo câu là cháu nó bảo cái gì hay là yêu cần ai giới thiệu người yêu cho người đi chơi tiền nghe tí là vĩnh con lại nói là chưa chắc nó đã thích cô đâu. Lúc ấy là gì vậy? Lúc đấy là chú đi chưa? Thằng ấy như vậy. Tóm lại là lúc nào cô phải nói cái gì đấy. Xong rồi là tao phải cho mặt tiền. Không bao giờ có lần hai. À, có nhiều lần hai rồi. Thôi không, có đòi cái chữ mà cho mày nó đích bỏ mặt rồi. Mọi người chẳng hạn. Nên tao trai mặt rồi, tao phải đòi. Để dưới biểu nó lại 6. À, sinh năm 88. Đúng rồi. Ừ, còn hơn là tuổi chú Đức à? Đúng rồi, ông ấy sinh năm 88. Chú Đức bao nhiêu nhỉ? Chú Đức sinh năm 90. Như là 88 hợp với mình ấy. Lại, hơi cho chị. Cũng được, tao sẽ phù hợp. Không sao. Thôi, mày tốt nhất đi vào Sài Gòn ở mấy ai đi. Ở đấy mà ông nuôi bà ra nhanh. Về nhà làm kế toán gia đình. Cưới mẹ vợ, ăn lấy mẹ chồng luôn đấy. Sau tôi vào tôi tư vấn tôi vẫn video tư vấn. Tư vấn gia đình nha. Thế nó bảo đi về mẹ làm kế toán gia đình cho nhanh. Xui mình đừng hợp đúng cô ạ. Khó. Em về con diệt nó mà nhé. Không biết gì đâu. Có nghĩa là nó đi làm từ trước rồi. Cái đợt mà đang đi học cấp 3 ấy. Thấy cho nó kể là nó đi làm. Mua được cả các đồ dùng trong nhà cho anh cho nhà nó. Không, nó đi làm gì thôi chứ không phải làm kế toán. Làm nhựa tay chân ấy. Vậy á? Vậy chúng nó phải làm kế toán. Đi làm may rồi. Đúng rồi, đợt này nó đi làm may. Thế mày đi làm gì? Tầm lúc đấy ai cho làm kế toán biết cái mẹ đi làm kế toán. Không, nó hiểu mày. Thế nào nó học thì cháu không biết. Ở đấy tại vì nó hình như là nó chuyển xuống. Nó không học theo lớp ta. Vâng, đúng rồi. Chuyển xuống khối D đấy.
Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ chết tiền lo, không ăn không ngủ là điên rồi trời. Mà anh vẫn ngồi hát đầy thở thải. Thank you.
Đôi khi ta gặp nhau, để dạy nhau cái sống trong khổ đau. Chân mang lặng thêm, thương một người không hề toàn tình. Đôi khi em dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì đau, chính mình đã nhiều khi muốn một mình nhưng sợ một đêm sợ cảm giác muốn vui sợ chẳng bao đôi nhớ vu vơ chẳng chẳng thiếu thiếu mặt mà
hình như đã vơi thân đi. Chỉ còn lại
Mày có động vào cái gì không? Không. Sao cứ tắt màn hình? Của mày á? Ờ, có nghĩa là mày có chạm cái gì không? Không, màn hình của tao luôn bị tắt. Dạ. Chỉ còn lại một thói quen. À, thì đâu. Một như con yến hay ăn. Yến là please, ăn ít thôi. Nếu mà tại thì hai tôi đi được chưa? Không, tao đâu có rảnh. Nếu mà vậy thì là tao sang nhà bác tao thôi. Tại mày có sang nhà bác không? Không. Lười á, tao định ngày chủ nhà đằng này cho mình. Người đi sang nhà lại bốc bài mà. Sao lại ra? Bốc bài. Yeah, thấy kia thấy bảo đầu năm ấy, bảo bói đầu năm như nào ấy. Vừa vừa thôi. Thôi đấy, nhìn thấy tao mới bảo tao không sao. Ở nhà ngủ. Nhìn thấy tao cũng là sao đâu. À, không cần nói. À, mình tao có làm gì đâu. Không. Nếu mà bây giờ tao bốc bài ấy, tao sợ một đời, ví dụ như là lòi ra chuyện tao với chú Đức ấy. Ừ. À, bắt tao lại ở đấy, bắt tao lại biết ấy. Tao tưởng lòi được hẳn ra. Ừ, mày tưởng không biết à? Mấy ông nào mà bài nào thầy bó giỏi ấy. Ừ. Nói chuẩn không con ạ, biết hết đấy. Sợ tao sợ em. Như thế mới, mày còn nhớ được con hàng không? Mẹ nó đi xem bói với mẹ nó bảo nó có người yêu rồi mẹ nhưng nó hỏi nó yêu thằng là lý á. Ừ, đây là yêu thằng là lý á. Hai mẹ nó hỏi là mày đang yêu thằng nào? Mày có, à mày có yêu người yêu đúng không? Mình thấy là tao không? Lần trước em có được làm năm ngoái tao bóc ấy. Ông bảo là cấm yêu. Ừ, mà tao chưa được rồi. Chưa. Thế là tao phải chú chơi tay đâu. À, không ngồi ở trên một chú mới chưa thôi. À. Nhưng mà có một cái gì? Mùng 1 là 10 năm nữa mới được không? Không.
Người ta đi cũng thấy gì rồi. Why?
trách cô đang ngẩn ngơ kéo giấc mơ quay về. Nếu bây giờ đừng trách cô không còn nhớ những nỗi đen trong đời. Nếu như bây giờ trái cô đang ngẩn ngơ kéo ra ai. Đảo vậy là mai kiểu nếu mà kiểu nếu mà có duyên nhé, kiểu gì cũng ấy thì có duyên thì gặp lại. Nhưng mà bảo có duyên thì gặp lại thì bây giờ tao với chúng tình nhiên lại hãy kiểu nhắn tin trở lại tao cũng thế lạ với đấy là tao biết chắc là tao sẽ kéo lại. Yeah.